gỡ gắm với các bạn, đúng không? Có nghĩa là sao? Chúng ta tứ xứ vô đây học, nhiều người ở vùng khác, nhiều người có thể ở dưới quê, nhiều người ở tỉnh, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, đúng không? Vô đây một ngôi nhà, ở dưới quê đâu quen đâu, đúng chưa? Vô đây mới quen một ngôi nhà, là anh em, bạn bè, có cái gì ngồi lại nói chuyện, nha. Nhưng mà trước khi vô đây, mục tiêu chúng ta là lấy cái nghề, nhớ chưa? Mình vô đây mình lấy cái nghề chứ không phải vô đây tìm một người bạn, đúng chưa? Cho nên chơi thì vẫn chơi, anh em là những anh em, nhưng mà phải xác định học phải thành. Chứ không phải vô đây chúng ta ở dưới quê mình có bạn, mình vô đây mình đóng tiền đã vui quá, có người này người kia vui quá, quên xác định, quên luôn cái mục tiêu của mình luôn. Quên mục tiêu mình tới đây sao? Học lấy nghề. Lúc đó mình lo đàn đến mình chơi rồi này nọ bạn bè. Khi các bạn vô đây học, có một điều rõ ràng là muốn ngồi được chỗ này chúng ta phải đóng tiền, đúng không? Chứ đâu phải vô ngồi được đâu, chúng ta phải đóng tiền. Thì số tiền chúng ta bỏ ra chúng ta phải học hành nha. 3 tháng thì trong 3 tháng đó các bạn học, các bạn không làm ra được tiền, đúng chưa? Muốn ngồi đây được, một là phải để dành tiền, hai là tiền của gia đình. Học là một tẻ rồi, đóng tiền vô đây là lãi mất rồi đó. Rồi đủ thêm 3 tháng nữa, tiền xăng, tiền cọ, tiền đi tới đi lui, tiền cơm nước mỗi ngày, tiền gửi xe, đúng không? Cho nên vô đây chúng ta chỉ học và biết mình tôi thôi, đừng lập bè lập phái, đừng bạn bè đàn đứng ăn nhậu vô chơi ha. Muốn nhậu gì nói tôi mua bia vô tôi đãi các bạn, trời tôi mua thùng bia tôi chơi mà, đúng không? Có gì chơi đó, cắt ổi chơi bốc ổi cứ thoải mái. Chúng ta có gì cứ ngồi lại nói chuyện với nhau nha. Giống như anh này đàn ông đúng không? Ông này đàn ông đúng không? Tôi cũng đàn ông, đúng chưa? Thì mình có một cái gì trong cái việc học khúc mắc, không thoải mái, hoặc có nghĩa là mình bị ức chế, mình học hoài mình không hiểu, thì số điện thoại tôi có sau lưng. Nói với tôi không được đúng không? Nói tôi không được thì mình nói thầy ơi, có thể gặp duyên nói chuyện đúng không? Có thể giải thích cái này giải thích cái kia không? Tôi giải thích liền. Bạn hỏi càng nhiều tôi càng cảm ơn, đúng không? Anh này hỏi anh này sẽ câu trả lời, anh này hỏi anh này có câu trả lời, 10 người siêu có câu trả lời không? Còn mình vô đây mình cứ thụ động, mình ngồi yên không, mình không hỏi là mình thiệt thòi, đúng không? Tới khi mình không biết được cái gì hết mình không chịu hỏi, đâm ra mình sẽ bị thiệt thòi, mà càng thiệt thòi mình sẽ càng cho bế tắc. Mình càng cho bế tắc thì mình sao? Mình sẽ nản, đúng không? Mình nản nó bấm xuôi lỗ đầu là cái mục tiêu mình đến đây như thế nào, quên mục tiêu luôn, đó là tiền bạc. Đúng ra là mình không nhận con gái, ở đây những gái là phải có chồng, có con. Nhưng con bé này, bà khác, có gia đình gỡ gắm lên. Các bạn phải xác định là đây là nam hết, nha. Đừng có rộn vô là tính như nam hội, thả thính là đuổi đó. À, bà này là bà thả thính cái là bà ra đuổi, tại vì có một người nữ là bắt đầu nhục dịch. Nhưng mà các bạn nghe kỹ nha, nữ mà chịu học sẽ giỏi hơn mình. Nói nha, chúng ta mà thua đứa nữ là coi như đánh dần chữ, đúng không? Cho nên chúng ta phải cố gắng. Có nghĩa là chúng ta chơi chung với nhau, kéo với nhau đi lên. Mình sẽ lập ra một nhóm để sao? Có cái gì khúc mắc không nói được với tôi, nói lên nhóm. Nhưng mà lập ra một nhóm không phải để các bạn đàn đứng trên đó nha. Nha, phải có một người nhiều đi hết tất cả, chúng ta đi cùng lúc luôn. Còn bạn nào đi chậm lại, chúng ta níu tay kéo lên. Nếu mà người ta không chịu đi lên, lúc đó tính tiếp người khác. Ok không? Okay. Tôi tên Đạt, đúng không? Tôi tên Đạt, tôi làm tốt giả. Bản thân tôi xuất thân rất nhiều nghề, nhiều lắm. Hồi xưa tôi chạy xe ôm nè, chụp hình nè, quay phim nè, sân nước nè, phụ hồ nè, đề can, dán đề can nè, buôn bán nè, bán đồ la nè, nhiều lắm. Hồi xưa có một khổ, tôi nấu cái nồi phá lấu, vợ tôi mỗi buổi sáng chích cái nồi phá lấu lên, vào bên xe, bên đây cái cân, bên đây bao lông, ở sau lưng là dao, tôi chạy vô những cái hẻm, để gì? Để mình bán. Mục tiêu sao? Chúng ta sinh ra là để kiếm tiền, chứ không phải là để xài tiền. Kiếm tiền rồi, muốn ta mới gọi là có tiền để xài, đúng không? Mà muốn có tiền thì các bạn phải bắt đầu từ ngay lúc này, phải học đến một cái nghề gì đó.
thanh niên mà không có nghề thì chúng ta chỉ bán sức lao động của chúng ta thôi. Có nghĩa là mình sẽ đi phụ hồ, đi làm những cái việc gì phổ thông thôi, mới kiếm được tiền. Thì chúng ta muốn có được tiền thì chúng ta bắt đầu từ bây giờ, chúng ta lấy cái nghề. Nghề mà thành công hay không là do sự cố gắng của các bạn, chứ không phải do tôi truyền đạt tất cả những gì tôi biết. Tôi không có giỏi, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi không bao giờ dạy các bạn sai. Nếu tôi sai, chỉ cần các bạn nói tôi sai cái đó, tôi sẽ giải thích các bạn. Nếu mà thật sự tôi sai, tôi cúi đầu xin lỗi các bạn luôn, chứ không phải là lớn rồi tụi mình làm láo. Lớn mà bậy là nhỏ nó chửi. Cho nên tôi không bao giờ giải bậy với các bạn. Những gì tôi dạy cho các bạn đều tốt cho cuộc sống, tốt cho xã hội, tốt cho nghề, đều liên quan tới cái nghề của chúng ta nha. Cho nên có khúc mắc gì chúng ta ngồi lại nói chuyện thoải mái, đúng không? Bạn nghĩ tên gì? Anh Trung, đúng không? Chúng ta mỗi trên bàn chúng ta sẽ có một cái tên, đúng không? Cho nên chúng ta chơi những hòa nhẹ. Chị gần đây không? Xa là tập Bình Tân mà xa gì má. Bình Tân thì còn trong thành phố. Cho nên ví dụ sau này mình học mà mình bị gì, lớp về điện thầy ơi, thấy không? Cái đó gọi là về điện ám thầy, thấy không? Cái nào không làm được thì về điện. Những bạn nào ở gần thì cứ về điện ám thầy. Thầy sẽ sống dẫn. Vậy sát ơn về thầy. Không có sách gì vậy, sách của ơn, sách một cọc thang về thôi. Các bạn biết cọc thang là gì không? Hạ học hả? Đúng, chính xác. Tại vì đối với các bạn là học sinh, không phải cứ về đây phải mua cái này mua cái kia. Tôi đâu thiếu đâu, bây giờ đây mua này mua kia. Tại cái tư tưởng là về đây phải mua cho ông thầy đi cà phê hay là một bi hay là có gì về cũng có. Các bạn học càng giỏi mà bí thường một cái gì đó thì quay lại, tại vì nên chúng ta đi ra chúng ta được quyền quay lại để trao dồi lại. Chứ phải về tâm ổng là phải có ly cà phê, ly bia, mới thuốc không có nha. Thì cái máy con này chúng ta quyết định bằng sợi dây bằng tính theo số dòng, và nó quyết định máy like, máy vô màu đánh bóng bằng cái lưỡi gài trên nha. Anh đặt nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta đi vô nét con này mà thôi, còn cái lưỡi dài trên nó quyết định là lưỡi dài là nó mình muốn lai hay muốn mày. Sau này chúng ta quen rồi, bây giờ nó được giờ nó thoải mái cái là vậy, chúng ta ra dòng máy đi, thấy không? Cái máy đi này nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều. Các bạn mua máy xịn xịn đi, anh mua máy xịn quá thì cũng lai rồi, ok hả? Ở rồi đúng cha gen hay là nọ phun đơ rồi đó. Máy bay này hỗ trợ cho chúng ta vô màu bóng mờ nha, làm cho này chi tiết nhỏ. Cho nên tất cả những chi tiết nhỏ chúng ta đều phải học, học ra học cho mình chứ không phải học cho ai. Cho nên là những bạn nào nếu biết rồi thì mình biết thêm nữa, còn nếu chưa biết thì mình biết mình để đó. Tại vì trong khi mà mình học xong xuôi ra sau này sẽ rất nhiều người khách, mỗi một người khách một bản tính, một cách rất khác nhau. Giống như cho bài về mấy anh này càng nhầm nhở luôn. Cái này biết gọi là gì không? Làm là có, làm cho có, làm miếng làm cho xong miệng. Rồi sau này xa tôi rồi, những cái làm miếng thì theo cái đà. La mắng các bạn thì các bạn sẽ giận, mà không la mắng các bạn học theo cái đà này nữa, tôi bỏ ra không được gì hết. Cho nên là khi nhận được một cái bài đó phải làm cho xong. Thì cái bài này giờ là không xong, tôi lấy bài này tôi sẽ lên tôi kiếm nghiệm cho các bạn. Yeah. Nhưng mà ví dụ cho bạn tên như này là tôi muốn cho hình đó. Nhớ nét, nhớ đồ hết, chỗ nào hết. Cho nên là khi cho các bạn đồ nét và nhìn hết. Những bạn nào không biết vẽ, inbox riêng cho tôi sẽ có giáo trình dài ghi nha. Còn những bạn nào biết vẽ thì nó sẽ có một cái đà, chúng ta đi vẽ thêm một xíu. Nhưng con đường chúng ta đi là chỉ con đường cố gắng, chúng ta là con đường có sẵn cho các bạn đó. Ra cái này, đây là cái này.
bây giờ tôi sẽ chỉ các thành phần trước xong xuôi, từ cái phần này xong xuôi tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm điểm nhấn cảm giác kênh. Đây là phòng dạy học nha các bạn. Mở cửa bên kia luôn nói ơi. Mở cửa bật đèn bên phòng ngủ luôn, của học sinh lên luôn. Đây là phòng dạy học nha các bạn. Học sinh tới đây là học nghề là ở phòng này. Mới vừa xong hết luôn. Hoàn thiện sạch sẽ, lau chùi hết trơn. Còn bên kia là phòng ngủ của học sinh. Những học sinh xa nhà có thể ở lại tiệm ngủ luôn. Đây là bên đây phòng ngủ học sinh. Ở đây gắn camera hết á. Phòng ngủ học sinh. Có tivi rồi này nọ, có giường này. Chào các bạn nha, đây là phòng dạy học tiệm. Mình quay một dòng bao quát cho các bạn coi thử ha. Mới vừa xong. Còn thơm mùi sơn. Vừa mới xong luôn nha. Bên đây là phòng dạy học. Còn bên kia là phòng ngủ của học sinh ở xa nhà có thể ở lại tiệm. Đăng ký ở lại tiệm cũng được nha. Đó, bao quát đâu bao quát phòng phòng học phòng này là phòng dạy học nha các bạn. Có máy lạnh, có quạt hút học ngồi máy lạnh nha. Ở đây ngoài ban công, cái bên là phòng ngủ của học sinh ở lại tiệm. Khi học sinh xa nhà có thể đăng ký ở lại tiệm nha. Đây có tivi, có giường nệm, có đầy đủ hết. Ở đây phải sạch sẽ nha các bạn, cho nên là mỗi buổi sáng là quét dọn lau chùi. Đây là phòng ngủ của học sinh. Có gắn camera rồi này nọ nha. Ra đi. Đây phòng dạy học. Một phòng này chỉ ra dạy 10 người. Có máy lạnh luôn nha, lúc học là sẽ có máy lạnh. Đó, có máy lạnh. Xin ngủ ở đây nha.